Chương trình ngày mới sẽ tiếp nối với những thông tin về giá cả thị trường đáng chú ý. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tại một số phòng vé kênh bán vé chính của các hãng hàng không trong tháng 11, giá vé máy bay tiếp tục giảm mạnh, mức giảm khoảng 40-50% đến so với thời điểm tháng 10 năm 2021. Cụ thể, giá vé chặn thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội có mức giá rẻ nhất là khoảng 544.000 đồng một vé một chiều, đã bao gồm thuế, phí do Vietjet Air khai thác. 1 triệu 200 ngàn đến 1 triệu 800 ngàn đồng một vé một chiều do Vietnam Airlines, Bamboo Airlines bán ra. Chiều ngược lại, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, số lượng vé trong tháng 11 còn khá nhiều. Khách còn được ưu tiên miễn phí xét nghiệm COVID-19 khi bay chặn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Một số đường bay khác như thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Nha Trang chỉ còn 358.000 đồng một vé đã gồm thuế phí. Mức giá này gần như chỉ còn 0 đồng và khách bay chỉ trả thuế phí sân bay. Theo nhiều ngư dân ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, hiện mỗi ký tâm sú khổng lồ với con nặng 200 đến 300 g được thân lái bán ra thị trường với giá hơn 1 triệu đồng mỗi ký. Tương tự tại Nha Trang, Bà Rịa Chúng Tàu, tâm sú loại này cũng đang được các ghe đuôi nhau đi thả lưới để săn bắt. Riêng loại 6 đến 7 con 1 ký có giá 680.000 đồng, loại 10 con 1 ký hàng đa dạng hơn và được bán với giá là 520.000 đồng. Hiện giá tiêu tiếp tục ổn định trong khoảng 86.500 đến 90.000 đồng một ký. Trong đó, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai có mức giá thấp nhất là 86.500 đồng một ký. Tiếp đến là hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông, với mức giao dịch là 87.500 đồng một ký. Tương tự, giá thu mua tại tỉnh Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu cũng không đổi, lần lượt ở mức 88.500 đồng một ký và 90.000 đồng một ký. Dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm cũng như đầu năm 2022.